Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Trước hết là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Xây dựng cầu vượt là một trong những biện pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các giao lộ có đông phương tiện đi lại. Tuy nhiên, không phải cầu vượt nào cũng được thiết kế hợp lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cầu vượt Nguyễn Văn Linh được đưa vào sử dụng đã đẩy cuộc sống của hàng ngàn hộ dân tại xã Phú Tây, huyện Bình Chánh gặp khó khăn. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát về vụ xả súng xảy ra tại Mỹ tối qua 24 tháng 8, theo giờ Việt Nam, làm 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Đây không phải là một vụ khủng bố, song vụ việc đã gây hoảng loạn và hoang mang trong dư luận. Trong phiên họp bất thường ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức các nước châu Mỹ, gọi tắt là OAS, đã thông qua một nghị quyết ủng hộ Ecuador trong cuộc tranh cãi với Anh sau khi Ecuador trao quy chế tị nạn chính trị cho nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange. Ngày 24 tháng 8, Tòa án thành phố San Jose, bang California của Mỹ đã tuyên phạt Samsung hơn 1 tỷ đô la Mỹ bồi thường cho đối thủ Apple sau hơn một năm thụ lý vụ việc liên quan đến vi phạm bằng sáng chế giữa hai tập đoàn công nghệ Samsung và Apple. Ngay trước đó, một tòa án tại Hàn Quốc lại phán quyết Samsung chiến thắng trong một vụ kiện tương tự. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 8 tại tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ meeting kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2012 và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Sổm Sa Phạt Lênh Sa Vát, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đại diện lãnh đạo các tỉnh đến từ nước Lào và một số tỉnh của Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thái Nguyên được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm trung tâm của căn cứ địa an toàn khu Việt Bắc, thủ đô kháng chiến của cả nước. Nơi đây còn ghi nhớ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương làm việc với Hoàng Thân, Chủ tịch Suvarnabhumi, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn, quyết định chủ trương cho cuộc kháng chiến kiến quốc của hai nước và tổ chức lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Sổm Sa Phạt Lênh Sa Vát, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khẳng định Lào và Việt Nam là hai nước có tình đoàn kết gắn bó từ bao đời nay, mối quan hệ đó đang ngày càng được nâng lên một tầm cao mới. Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng 50 đại biểu tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc đưa tin, chiều 24 tháng 8 tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA Park Dae-won đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng xanh. Trước đó, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã đánh giá cao các khoản viện trợ không hoàn lại mà chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam thông qua KOICA, trung bình mỗi năm đạt khoảng 20 triệu đô la Mỹ một năm. Về phần mình, Chủ tịch KOICA cam kết luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển xanh và đào tạo nguồn nhân lực. Chính phủ Hàn Quốc nói chung và KOICA nói riêng luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, quan trọng và luôn dành những ưu ái nhất trong hoạt động viện trợ không hoàn lại. Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã gặp Chủ tịch Viện Phát triển Hàn Quốc KDI Oh Seok Hyun và chứng kiến lễ ký biên bản mở rộng hợp tác trong chương trình chia sẻ kiến thức KSP giữa Viện Chiến lược Phát triển DSI thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và KDI. Sau 2 năm thực hiện KSP, các kết quả nghiên cứu, đặc biệt là phần tổng kết về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong các lĩnh vực nghiên cứu và phần đề xuất về khuyến nghị cho Việt Nam, đã đóng góp hữu ích cho công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Phần lớn các khuyến nghị đưa ra đều phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển của Việt Nam và được sử dụng để xây dựng các mục tiêu của Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Tiếp tục trở lại bản tin với những thông tin trong nước. Tối 24 tháng 8, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 10 năm 2012 đã chính thức khai mạc. Đây là một trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Duyên Hải Bắc Trung Bộ Huế 2012, đồng thời cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 39 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013.
Điểm nhấn của đêm khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản năm 2012 là chương trình nghệ thuật quy mô hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ đến từ hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản đã diễn ra trong 10 năm qua, thể hiện mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai dân tộc có những nét tương đồng về văn hóa, đồng thời khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai đất nước Việt Nam Nhật Bản. Năm 2003 thì khách Nhật đến Hội An mỗi năm thì cỡ khoảng 6.000 người. Đứng hàng thứ 6 thì bây giờ hàng thứ 12 thì bây giờ là đã có 20.000 người rồi. Thì qua 10 năm tổ chức như vậy là từ 6.000 tăng thêm 14.000 nữa. Tất nhiên là cái lượng còn rất là khiêm tốn so với khách châu Âu. Chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 10 là cuộc hội ngộ của những người Nhật yêu quý Hội An, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Chúng tôi đem đến các chương trình biểu diễn rất hay của Nhật, trong đó có biểu diễn trống của Nhật, đó là nghệ thuật biểu diễn lúc mà người Nhật làm nghi lễ thờ cúng tại các đền, và tiết mục biểu diễn múa cùng các em thiếu nhi. Ngoài ra, chúng tôi còn mời ca sĩ trẻ nổi tiếng của Nhật sang biểu diễn tại festival lần này. Điểm khác biệt của đoàn trống là ở số lượng trống và số lượng người biểu diễn. Và chúng tôi không sử dụng loại trống thông thường mà kết hợp trống với nhiều loại nhạc cụ khác nhau để tạo nên âm hưởng đặc biệt cho đoàn trống Osuwa Daiko của chúng tôi. Sự kiện lần này có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, đa dạng và phong phú, giới thiệu những nét đặc trưng nhất của di sản tinh thần và vật chất trong văn hóa Nhật Bản và Hội An. Chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản sẽ bế mạc vào đêm 26 tháng 8. Cũng trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 10, sáng 25 tháng 8, đại diện chính quyền thành phố Hội An đã tổ chức ký kết với đại diện chính quyền thành phố Naha, tỉnh Okinawa của Nhật Bản, dự án hỗ trợ Hội An giảm thiểu khối lượng rác thải theo mô hình thành phố Naha. Để giúp thành phố thực hiện mục tiêu đưa Hội An trở thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch, phía Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia sang Hội An thực hiện các hoạt động, khảo sát thực trạng, tổ chức các buổi hội thảo liên quan, thảo luận với các bên liên quan, đồng thời tiếp nhận học viên từ Việt Nam sang đào tạo với nội dung về các công đoạn xử lý rác thải, các phương pháp quản lý rác thải, chu trình tái chế rác thải ở Nhật Bản. Thưa quý vị, trước phản ánh của dư luận xã hội và báo chí về tình trạng phá rừng, vi phạm nghiêm trọng tài nguyên rừng trên đảo Phú Quốc trong thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra nhằm chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Đây là khu vực nhà và đất gia đình bà Dương Thị Tuất và hộ ông Lê Văn Thu thuộc khu vực Vũng Bầu, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Giờ đây là khu vực nằm trong vùng quy hoạch dự án khu du lịch sinh thái theo quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ, nên các hộ ở đây được nhà nước bồi hoàn tiền đất. Riêng rừng cây mà các hộ trồng hàng chục năm qua không được bồi hoàn, nên nhà nước cho phép các hộ này tận thu số cây rừng. Hồi tôi nhận tôi ở đây thì kiểm lâm cũng chưa có mà nhận lệnh là cai quản ở đây. Tôi ở trước lâu lắm mà, tôi chặt tôi dọn chống hết trơn. Cho nên kiểm lâm đi vô đây thì đất tôi đã là xong hết trơn rồi. Cây cối thì nó ở gần đây của tôi, về thuộc địa của tôi không mà. Dạ, bờ hoàng còn khỏi trên kia nữa, giờ cái này thuộc địa của tôi hết. Tương tự như hộ bà Dương Thị Tuất và ông Lê Văn Thu, hầu hết những hộ dân mà dư luận báo chí phản ánh là xâm phạm đất rừng, thì theo đoàn kiểm tra thực tế, những diện tích đất này đều là của hộ dân, nằm ngoài đất rừng. Nhưng mà gỗ này nằm trong dự án đã được phê duyệt, đã được đền bù cho dân. Chứ giống như là khi mà anh đền cho người ta thì người ta có quyền người ta khai thác. Khai thác cái cây còn trong vườn nhà của người ta để người ta sử dụng. Thì khi mình đền rồi thì cái này là cái quyền của người ta, là người ta phải được hưởng. Chứ không phải là trong cái cây này trong cái vườn quốc gia được. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng có ý kiến về sự việc này. Thì cái này phải làm cho nó rõ. Cái nào mà nó theo quy hoạch của nhà nước, chúng ta có thông tin lại cho nó chính xác. Chứ không khéo đó, người tại Kiên Giang, người tại Phú Quốc họ nhận thức khác, người ở ngoài tỉnh thì họ sẽ đánh giá khác. Các bộ ngành trung ương chưa từng đến Phú Quốc và đến thì một sự lo ngại cho Kiên Giang quản lý rừng không tốt. Đây là một vấn đề chúng ta cần phải định hướng cho nó tốt. Có mức độ nào thì chúng ta phản ánh đến mức độ đó. Cũng theo ông Lâm Hoàng Sa,
Qua kiểm tra, việc chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên đảo Phú Quốc có xảy ra, nhưng vấn đề không quá phức tạp. Qua đó, trên cơ sở kết luận cụ thể từng vụ việc của đoàn kiểm tra, nếu xác định nằm ngoài ranh giới vườn quốc gia và rừng phòng hộ, cơ quan chức năng hướng dẫn người dân thủ tục pháp lý để khai thác và tái tạo khôi phục rừng. Nếu nằm trong ranh giới của vườn quốc gia và rừng phòng hộ thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp lệnh hiện hành. Xây dựng cầu vượt là một trong những biện pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các giao lộ có đông phương tiện đi lại. Tuy nhiên, không phải cầu vượt nào cũng được thiết kế hợp lý. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng đã đẩy cuộc sống của hàng nghìn hộ dân tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh gặp khó khăn. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi tại cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vòng 15 phút đã có gần 100 chiếc xe di chuyển vào đường cấm như thế này. Thay vì phải đi đúng làn đường trên tuyến quốc lộ 1A đến điểm quay đầu xe mới rẽ, thì hầu hết người dân khi muốn lưu thông vào tuyến đường An Phú Tây, Hưng Long của huyện Bình Chánh đều liều mình đi vào đường cấm. Đó là 80-90% mà nếu mà họ nhà họ ở gần đó thì buộc họ phải đi ngược chiều. Là vì nếu mà đi xa thì dòng lúc ở dưới họ mới dòng lên thì nó khoảng 5 cây số. Mỗi một ngày họ đi bao nhiêu lần? Rồi mỗi một tháng một năm, thành ra có tỷ lệ xăng á, thì thành ra họ nghĩ họ cứ đi ngược chiều. Theo nhiều người dân sống quanh khu vực này, trước đây cách vòng xoay cầu vượt khoảng hơn 100m là ngã ba kết nối quốc lộ 1A và tuyến đường An Phú Tây Hưng Long có đèn đỏ nên giao thông rất thuận lợi. Kể từ khi cầu vượt được xây dựng vào năm 2010, thì ngã ba này bị xóa sổ, thay vào đó là một dải phân cách suốt tuyến trên quốc lộ 1A dài gần 6 km đến ngã tư Quán Chuối. Mỗi ngày mỗi đi mà đi đường vòng thì nó hao xăng rồi nó tốn công, tốn thời gian này kia rồi nữa. Biết là rất nguy hiểm rồi nhưng mà cũng phải gắng mà đi rồi tránh né thôi chứ sao giờ. Giá cả xăng dầu bây giờ nó lên quá trời luôn á. Ví dụ như đi chở thuê đi, nó chở thì giá không có lên á, mà nhưng mà xăng nó lên á, rồi bây giờ đi vòng nữa, rồi chở không có gì ăn hết trơn. Để giải quyết tạm thời, chính quyền xã An Phú Tây đã tiến hành nâng cấp đường ấp 2 từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đi vào. Tuy nhiên, đối với những hộ sống gần khu vực chân cầu thì đoạn đường này là rất xa, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, đặc biệt là hoạt động kinh doanh. Trên thực tế đã có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong vận tải, đã trả lại mặt bằng và chuyển hoạt động sang địa phương khác. Khi cái cầu này đi qua, nó làm hạn chế cái sự phát triển kinh tế địa phương của xã cũng như là của người dân địa phương. Về cái vấn đề kinh doanh và mua bán rồi khó khăn trong vấn đề đi lại nữa. Từ vòng xoay dọc đây, Ủy ban nhân dân xã cũng đã có công văn kiến nghị lên các cấp quản lý nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Qua ghi nhận ý kiến của người dân phản ảnh đó, và chính quyền địa phương cũng đã trong các cuộc họp với lại ban an toàn giao thông của huyện rồi họp với lại Ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã có nhiều kiến nghị là nên xem xét như thế nào để giải quyết cái vấn đề này. Là cũng đã có nhiều kiến nghị lên cấp trên nhưng mà vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Với hơn 2.000 hộ dân quanh khu vực và hàng ngàn hộ dân vùng lân cận bị ảnh hưởng bởi sự bất tiện và quyền lợi, thì việc tuyên truyền chấp hành an toàn giao thông đối với họ là điều khó khả thi. Thiết nghĩ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm có một giải pháp hợp lý để việc đi lại của người dân không còn khó khăn như hiện nay. Sáng nay, lực lượng chức năng công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển gần 1 tấn thực phẩm đang trong quá trình phân hủy không rõ nguồn gốc. Tại km 761, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đội tuần tra 8/1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 36N0258 do Trần Mạnh Điệp, sinh năm 1977, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, chạy theo hướng Bắc Nam, phát hiện trên xe chở 15 thùng trân châu, bò và nội tạng, đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe Trần Mạnh Điệp cho biết, toàn bộ số hàng hóa trên là của một người nhờ chở thuê từ tỉnh Hà Tĩnh đi Bình Dương nhưng không giao giấy tờ liên quan. Toàn bộ tăng vật đã được giao cho lực lượng cảnh sát trật tự môi trường công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 28 vụ vận chuyển gần 8 tấn chân động vật và nội tạng đang phân hủy không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số lượng trên đã được ngành chức năng tiêu hủy.